Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã khai mạc lớp tập huấn kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ án liên quan đến bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em tại thành phố Cần Thơ. Trong 2 ngày, 60 cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức chính trị xã hội tham gia hội thẩm nhân dân của các tỉnh Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu Đà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ được tập huấn các chuyên đề về kỹ năng phát hiện, lên tiếng và tham gia giải quyết vụ việc liên quan đến bạo lực xâm hại phụ nữ tại cộng đồng. Một số kiến thức kỹ năng cơ bản tham gia hội thẩm nhân dân của cán bộ hội và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đảm bảo tiếng nói thực chất trong việc giải quyết các vụ án liên quan đến bạo lực xâm hại phụ nữ trẻ em.